Đây là một thế giới hoàn toàn là nam yêu nam. Anh em đừng tưởng những anh chàng nhìn nam tính như thế này nhưng thật ra lại là trai công. Vì thế chỉ cần bạn không cẩn thận thì có thể sẽ rơi vào tay họ, sau đó rơi vào lưới tình. Mobu sống trong một thế giới truyện tranh hoàn toàn là nam yêu nam. Cảnh tượng nhìn thấy hàng ngày là như thế này, như thế này. Các bạn nữ đang chăm chỉ học hành, các bạn nam chăm chỉ tán tỉnh, nói chuyện đam mỹ. Anh chàng Mobu tuyệt đối là một chuẩn men, dù gặp khó khăn gì cũng đều quyết chí quyết không cong. Số lượng trai đẹp nhưng BD của thế giới này rất nhiều và con gái có cũng được, không có cũng được. Vì là trai thẳng nên anh ấy có chút khó khăn, mua đồ cùng với bạn tốt đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như thế này, hai người cùng đi mua đồ ăn, nhưng xém chút nữa xảy ra đánh ghen. Mobu ra vẻ rất vô tội, tôi không phải cong, thế giới đảo lộn các người đều có sở thích kỳ quá như vậy sao? Bạn bè gặp mặt cùng nhau ăn cơm và chém gió, giây trước còn đang bàn về cô gái nào gợi cảm hơn. Nhưng giây tiếp theo liền, cậu ấy da trắng còn giống bé gái, cảm giác cực kỳ gợi cảm. Mobu cảm thấy cực kỳ cạn lời, vì hội bạn đều thích đấu kiếm sao. Mobu vô cùng vững tin giới tính chuẩn men của mình, cho dù ở một thế giới hoàn toàn là tình yêu đam mỹ, anh ấy vô cùng tin rằng mình có thể giữ được phẩm hạnh. Bởi vì anh ấy tin chắc mình là trai thẳng, cho nên sẽ không có người thích mình. Người trong một nhà bọn họ cũng đều rất làm tròn trách nhiệm với người thân, quan tâm giúp đỡ nhau. Nhưng đó là tình yêu gia đình chứ không phải tình yêu đồng giới. Một hôm, em trai bỗng nhiên xuất hiện, nói với Mobu, hôm nay cậu ấy được bạn thân của mình tỏ tình. Mobu vội vàng giải thích, đây là ảo tưởng của thời thanh xuân, hiểu nhầm giữa tình bạn và tình yêu. Em trai với tướng mạo bình thường bị người ta nhìn trúng, Mobu rất sốt ruột, sau đó bèn bắt đầu tìm chiến lược, lại phát hiện ra một sự thật kinh thiên động địa. Trong thế giới truyện tranh đam mỹ, loại người chuẩn men như Mobu càng dễ làm nam chính. Sự thật này khiến anh ấy vô cùng sợ hãi và lại biết được sự khủng bố của thế giới này. Nhưng bản thân ở thế giới này, anh ấy quyết định phải chống đối đến cùng, nhất định sẽ không bị bẻ cong. Thế là anh ấy lên mạng đặt mua một thùng lớn truyện tranh đam mỹ. Nếu muốn đánh bại kẻ địch thì phải hiểu rõ đối thủ trước, tìm kiếm tất cả sách về đam mỹ. Nhưng anh ấy lại thấy được từ này, Mỹ hảo ngoại. Lên mạng tra từ này vậy mà lại là loại người vì yêu mà chết, ngay lập tức khiến anh ấy hoang mang không biết phải làm thế nào mới ổn. Bởi vì em trai anh ấy rất có thể đã bị bày công rồi. Thế là nhanh chóng tra hỏi bố mẹ về hành tung của em trai, nhưng lại phát hiện em trai đã biến mất. Đây là thế giới truyện tranh tuyệt đối sẽ trở thành đồng tính nam. Bây giờ Mobu đang sợ hãi, mà Mobu với tư cách là trai thẳng, thề tuyệt đối sẽ không bị bày công. Mỗi ngày anh ấy phải cẩn thận từng ly từng tí. Ví dụ như đi trên đường tuyệt đối không va đụng vào người lạ, bởi vì giây tiếp theo bạn có thể sẽ rơi vào tay giặc. Thằng nhãi, mày làm gì vậy? Xin lỗi. Đây chính là hậu quả khi va chạm vào ai đó, trái tim không hiểu vì sao đập đỗi một nhịp, cuối cùng rơi vào bể tình. Đây là Mejisu gì chứ, không theo chuẩn mực. Mà nhà ăn của trường càng là khu vực thảm họa của đồng tính nam. Anh đẹp trai đỡ được chàng trai vô tình bị té, sau đó nói cậu cẩn thận chút, rồi ngang ngược xoay người, phóng khoáng ngồi xuống bắt đầu bữa ăn. Sau đó anh đẹp trai thẫn thờ nhìn đôi tay vừa chạm vào người chàng trai kia, eo của thằng nhãi đó cũng mảnh quá đi mất. Đây là tình tiết đam mỹ kỳ lạ gì chứ? Sau đó còn bắt đầu nhìn trộm, nhìn kỹ càng mới thấy rõ ràng lông mi của cậu ta đẹp quá. Mobu đối với chuyện này đã không có sức để nuôi mửa nữa. Ở trong nhà cũng có thể xuất hiện tình tiết đam mỹ. Em trai nói anh à anh quá gầy rồi nên tập thể dục nhiều vào. Mobu nhanh chóng che người, em trai nói anh đang làm gì thế? Tụi mình là anh em. Mobu nói mày đừng nói vậy chứ, đừng dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn tao. Nhìn em trai cởi đồ, Mobu không nhịn được phải cảm thán, thằng danh mày, gầy thì gầy ngược lại vẫn rất tráng kiệt, vậy mà lại không chút đề phòng lộ thân ra như vậy. Em trai nói em muốn tắm, đương nhiên phải cởi hết ra rồi. Một hộp bento toàn thịt, chàng trai nói tôi sợ cậu không ăn uống đàng hoàng, chàng trai kia đáp vậy tôi không khách sáo nữa đâu. Tục ngữ có câu muốn bắt được trái tim của người mình yêu thì phải bắt được dạ dày của họ, xem ra câu này là thật đấy. Trong trận chiến này, Mobu sẽ dạy bạn làm thế nào để không bị bẻ cong trong lúc tụ họp. Sau giờ học, bạn cùng lớp mời anh ấy đi tụ tập, bạn phải từ chối trước sau đó đồng ý. Bởi vì trong thế giới đam mỹ, để tránh ánh nhìn của người khác, người đi một mình sẽ trở thành nam chính, tận hưởng tình tiết bộ phim của riêng mình. Ví dụ như anh chàng đẹp trai này, nói thôi mình không hứng thú với buổi tụ tập của các cậu, chính là người đi một mình điển hình. Được rồi, anh đẹp trai ẩn hình long trọng lên sàn, nam chính đam mỹ tập này chính là bạn đấy. Trong buổi tụ tập, anh đẹp trai đang khóc lóc kể lể chuyện chia tay bạn gái. Không cần nghĩ, chắc chắn có người an ủi, tình tiết phim điển hình. Tuyệt đối đừng tham gia. Còn có cậu, đã nói là không tới, kết quả cậu lại tới. Nhớ kỹ trong buổi tụ tập tuyệt đối không được tương tác quá với người khác, bởi vì rất có thể sẽ xảy ra tình tiết theo phim đam mỹ. Chẳng hạn như bằng chứng dưới đây, bạn học xe mềm tuyệt đối đừng tiễn họ về, bởi vì 100% sẽ xảy ra tình tiết đam mỹ. Cách tốt nhất chính là nhanh chóng chùn đi, tìm một con cừu thế mạng đưa người đó về nhà, tránh tình tiết đam mỹ xảy ra trên người mình. Cảm ơn cậu kẻ thế mạng. Quả nhiên tình tiết đam mỹ lại lần nữa xuất hiện. Trời bỗng đổ mưa, đẩy nhanh tiến độ tình cảm của họ. Tôi muốn đi nghỉ ngơi một tí, tôi muốn nghỉ ngơi một lát với cậu. Xem ra cơn mưa này đến rất đúng lúc mà. Chuyển cảnh quay,
năm người tụ tập lần nữa, Mobu lại phát hiện ra một tình tiết đa mị khác. Tụ tập số lẻ chắc chắn chỉ có một người độc thân. Khi anh ấy quay đầu qua nhìn, dễ nhận thấy hai người này thành đôi rồi. Nhìn hai người trò chuyện trước mặt, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Vén bàn lên xem, quả nhiên, xem ra trừ mình ra, đều ghép đôi thành công cả. Đêm khuya, hai người vừa bớt phóng túng lại đang lén nút học bù. Học bù thì được, còn phát ra âm thanh nữa thì quá đáng lắm rồi đấy. Khi bạn nam rời đi, gì chứ, người ta còn chưa ngủ lại mà, tôi cũng chưa ngủ đây. Đây đúng là nhà người ta, mặc dù không phải là nhà tôi nhưng cũng đâu phải nhà cậu chứ. Cặp bên này học bù quá chăm chỉ, gây ra âm thanh quá lớn làm Mobu cả đêm không ngủ được. Dễ nhận thấy rằng sinh tồn ở thế giới đam mỹ này, cuộc sống của Mobu cực kỳ gian khổ. Hôm nay, Mobu phải ngăn chặn em trai với dáng vẻ bình thường của mình bị bày cong. Bây giờ em trai đã gặp phải tình tiết đam mỹ rồi, chiến tích nổi bật. Mà ngày đó em trai bỗng nhiên nói với Mobu, buổi chiều cậu ấy sẽ dẫn bạn trai về nhà để Mobu chuẩn bị sẵn sàng. Trời ạ, tình tiết đam mỹ có cản cũng không được. Mobu bây giờ vô cùng hoảng sợ, nếu em trai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì anh ấy chính là kẻ cô đơn, không có ai bên cạnh. Rất nhanh, em trai dẫn bạn trai đi vào, người đi đường đầu tiên chắc chắn không phải là nhân vật chính, người tóc đen thứ hai chắc chắn cũng không phải. Bỗng nhiên, nhân vật chính đến rồi, một cái quay người rất phóng khoáng mang theo hoa hồng đặc trưng xuất hiện rồi. Khuôn mặt này, chắc chắn là cậu tỏ tình với em trai tôi nhỉ, hào quang chói mắt này trực tiếp làm lóa mắt chó của Mobu. Chào anh, em là chàng trai hoa hồng, em trai anh đã chăm sóc em rất nhiều. Sau đó, em trai dẫn bọn họ vào phòng, chàng trai hoa hồng còn không quên quay đầu bày ra vẻ tươi cười, biểu tượng đam mỹ. Thần tiên mau chóng thu lại bản lĩnh cao cường của cậu ta đi. Nó lại đến rồi, tình tiết đam mỹ điển hình lại đến rồi, chàng trai vô dụng nhà bếp giúp đỡ. Lúc này, Mobu đang lén lút quan sát và nói cậu, cái người đi đường này ở trong thế giới đam mỹ sẽ không thành công đâu. Định giúp nhưng giúp chưa xong lại còn làm phiền người khác. Trong tình tiết đam mỹ, mối quan hệ tình yêu tam sắc này, em trai với khuôn mặt bình thường quả là không đơn giản mà, dường như tôi nghe thấy tim rơi lục bộp rồi. Nhìn thấy hai người hạnh phúc, chàng trai vô dụng nét mặt u ám, mà bên này, đây vậy mà lại là mối quan hệ tay bốn đầy kích thích. Mobu phát hiện muốn ngăn chặn là cực kỳ khó, vô cùng buồn bã, em trai cũng đã lún sâu vào thế giới đam mỹ rồi. Lúc này, chàng trai hoa hồng phát hiện ra Mobu và kéo anh ấy vào mối quan hệ tay bốn. Lần thăng cấp tình tiết đam mỹ này sắp trở thành game tranh đấu rồi. Lúc này Mobu nói, xin đấy, tha cho tôi đi. Tuy nhiên, chơi hăng nhất lại chính là anh ấy, Mobu, xem ra cậu cũng muốn lún sâu vào thế giới đam mỹ rồi. Lời này rất nhanh liền thành sự thật, lần này Mobu đến phòng tắm hơi tràn đầy tình cảm mãnh liệt, tình huống này nếu xảy ra tình tiết đam mỹ thì thật không dám nghĩ tới. Mobu đang chuẩn bị trốn đi, lại vừa hay gặp lại người quen cũ, hứa hẹn sẽ có nhiều màn kịch hay tiếp theo. Được rồi, phần 1 hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp các bạn ở tập 2.